tôm rỗ hoài mà em sờ tôm lậu hoài. Nè cầm túc để quấn cái lóc này cho. Ở đây đây đây. Sao vậy? Ê, nó đó, đó. Ủa, gì nữa cái lóc nữa. Chắc con còn á. Đúng rồi, nó chạy vòng 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 cái tay. Bắt được lên con nhai đầu luôn. Tôi bực mình quá mà. Đó, gì nữa hả? Cá nó chạy vô bay rồi. Ừ. Cao thủ lên tới ra tay đi. Không có đi sâu cái hôi vô chưa ơi. Ừ. Thấy chưa, thấy chưa? Ừ. Phải không? Ừ. Tôm đâu con tôm? Trời cá ơi, đâu rồi? Ừ. Con tôm rõ ràng, hai người thấy luôn mà. Đó. Trời đất quỷ thần ơi. Tôm. Đó. Không, nước nhiều quá mình mòn không dính cả nhà. Để nó nở rau lên rồi bắp. Đó nữa hả? Trời đất ơi. Cũng có nướng rồi đó. Này đủ nướng hả? Con này nướng nó ngon nè. Trời ơi. Nó lọt rồi. Nãy mình đụng nó cả nhà. Mình đụng nó cả nhà. Ảnh mềm sự luôn cả nhà nè coi nè. Trời ơi tới mày lột rồi. Chỉ một con nước nữa thôi. Chưa bán được. Chưa bán được nhiều tiền. Còn con chắc luôn. Rồi đó bây giờ nó nở râu rồi đó. Ui bắt được rồi đó. Bắt nhiều chứ. Đó tao bắt trời ơi. Cổ quá mà. Ủa sao tôi quăng cái này. Tôi quăng cái mò nhẹ quá. Trời đất ơi, không để dọn tiếp chùm quýt nữa. Trời ơi, chắc chết luôn á. Cái gì vậy Minh Dương?
để phụ cho. Trời đất ơi. Thầy trời ơi. Cái mồng nè. Hay quá. Nè thấy chưa, cái nhà mình bắt được con cái mồng nè. Quá hay. Chỗ này ít. Gom lên đây. Đó này nè nè nè, tôm nè, tôm nhỏ. Bắt đi, cho có gì người ta. Tủ làm nhục mình đó cả nhà. Đây. Ê này bắt không phải bỏ thả không Dương? Thả lại cho ma nữa làm sao? Thả đi ngủ không ở còn đây không? Tối qua bỏ nó. Còn đây không hả, đi đâu? Đây nè, đây nè, đây nè. Giờ đó. Đây nè. Con này mà bắt không được nữa thôi luôn. Tôi thấy rồi. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đó, tôi ốp nó vô. Sặc mắt được. Lóc con tiều à. Lóc gì? Đó, lóc tiều. Ê, đây, 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 đây. Ê, 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 ê. Con làm gì chụp nhẹ nhẹ. Nó sợ anh tôm đau. Trời ơi. Ui da, nó búng cái búng gãi cặp tay con rồi. Dạ. Yeah. Quay đi, quay quay hai con tôm cho ông quý nó bắt quay đi. Dạ đang quay cho con nè. Ừ. Cái này chậm. Trời ơi, trời trời, trời phải lấy gỗ bắt mới được. Lấy cái rổ kìa. Lấy rổ. Ôi sao gặp đá cái hào bên kia là bắt no luôn á quý. Dạ đâu chứ? Đây nè. Ừ, giờ cái gì? Cái này. Nhưng mà không bắt được đâu, phải cái rổ kìa. Đó nó nhảy lên bờ luôn. Trời ơi. Mày ngu. À ngu à. Nó ngu à nghe. Dở lên nó phóng ra cho mày ngu. Cái lóc có tiêu không vừa? Có cứng không à? Cặp lóc thấy. Lóc thấy tá một đùng. Chắc nãy động ngu anh đây. Hai ông nãy phóng qua bên kia mà. Còn miếng đây tát luôn không anh Dung? Tát luôn. Tao sớm tao sớm tát luôn đi em. Không coi là không coi lận được luôn. Ừ, không có gì đặng đó. Đâu? Mới lỗi đằng đó đó. Sao mày sao không tát cho nó cạn hồi nữa cái bên Dương? Dạ máy hư. Hơn rồi. Dạ. Vậy thì bên đây sao tát? Có chìa khóa mấy? Có người là nhiêu để chị vô chị coi chị dạ? Thấy rồi đưa rồi cái nào được thì được. Không còn con gì. Thằng tên à. Thầy. Được không? Đó, còn sót một cái. Đây cả nhà. Mình nhử đó, mình nhử nó vô cái gầm đó đó, mình bắt. Đang trong tính nè. Đó. Ê, đây đúng là hôi luôn cả nhà. Cái nào rồi nữa? Ôi đây đây, trời ơi con tôm. Mày chạy đâu? Mất rồi.
Con gì? Cà lóc. Ê, con tôm. Đây. Con tôm không hay luôn. Tôm rủ hoài mà em sợ tôm lậu hoài. Nè, cầm tôm. Để muốn ăn cá lóc này cho. Đây bắt con tôm. Mới bắt được con à. 5 con là. Đi lên chơi, không giống cái này đâu. Tôm, tôm. Mày lên bọn đây bắt mày không được. Có cài mưa hả bạn? Trời ơi mưa hết biết bà không dám chạy luôn mà. Giờ nó làm mất tiêu, giờ không thấy đường bắt luôn á. Cái này mình bắt từ hồi sáng tới chiều tối bây giờ nó có thu luôn. Tôm đây đây nè, tôm đây nè. Đây đây nè. Đây là cái nhà. Đây con tôm này. Đó. Bắt bao nhiêu con? Dạ. Dám bắt không? Ừ. Thế bây giờ là anh em đã đi làm về rồi nha. Dọc sự phụ xuống Minh Dương phụ bắt tôm. Chứ nãy giờ Minh Dương mình Minh Dương rồi nó thở oxy không cả nhà. Mồi rất nhiều hơn này đó. Giờ cái gỗ không cái gỗ ở đây nè. Gỗ ở ngoài đó. Đây cho cộng với thần thánh. Đó mình để con dây đó nha. Ồ. Đây 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 con tôm nè con. Ôi trời ơi. Con cầm cái mình đó, con cầm cái râu đó nó đây cầm râu không à. Trời ơi. Ôi da. Ôi. Khúc này đông nha. Đông như Trung Quốc hả?
gì vậy? Xíu đi con, bắt nhiều tôm bỏ vô rồi đưa cho con nha. Chú ơi. Ui da. Con gì nữa? Thẹp. Hay quá. Đừng vô hệ ra về không có đất. Cái ngon về. Này nữa. Hay ba. Này bắt dở rồi đó. Bên nè. Hay ba. Đây nè. Đây nè. Hay ba. Nó trời ơi. Bay con rồi đâu. Ngon rồi. Đây tao bạc dữ lắm nữa cho nó bự. Còn chút chút. Có nhịn đây không? Tôm à. Nhớ hả? Dạ à, nó nhạt đét luôn. Đây con tôm. Bọn đó thì có lắp kìa kìa đó. Đâu đây không Tự? Một lắm tôm. Lắm tôm rồi. Nè giỡn nó chạc ra. Mình mắt nó hết trắng. Ui. Nó mới thọt đây quá nào không một. Có hai tôm Tự. Cái bạc. Phóng rồi. Phóng là người quý, quý không hay luôn. Ba. Đi, cá bằng tông luôn cả nhà ơi. Rồi tốt. Bằng ngày nó không thấy được bắt cá bằng tông tối thấy được. Để tài. Bắt không sót con gì luôn. Ơi, thôi ơi. Nhảy vô chảo luôn. Cái tay con chụp vô mình nãy. Trời ơi, đúng vô chảo. Nó quấn. Tiếng sàn nó không vô không? Dạ. Cá lóc bị chết. Tôm mềm không? Tôm mà tôm ăn thịt không? Con nào cứng luôn. Ủa con nào mềm? Ủa cứng luôn. Nướng hết. Hả? Tôm đẹp hả? Mình thả xuống nuôi luôn lập. Nuôi. Còn nó ngon. Nhìn nó hết tội. Ừ. Đúng rồi. Nhìn cái này ra hết ta. Dạ ý ý ý. Ừ. Mà nhỏ này cũng lăn tăn nữa ha. Trời trời ơi. Quá xá luôn cả nhà ơi. Dạ. Nhặt cho. Rồi hai cái mà dảnh nó đơn nhất luôn á. Bỏ vào đó. Là chín mấy cá. Vậy mình lấy tôm không hả? Con này dở ta. Ui ba. Mày đưa mặt vô coi. Đùi tin tin. Mặt rồi. Đi ra bệnh. Cuối cùng gần tối rồi mới đầy đủ anh em về đi làm về cả nhà thì cũng được mấy ký tôm để anh em làm mấy ly rượu đế giờ là làm món gì Minh Dương nướng trời nè tối rồi 6-7 giờ cả nhà tên cả nhà ơi đây mình sẽ cho cả nhà xem tàn tàn đây là tôm của tụi mình không của Minh Dương với mấy này bắt nha chứ không phải của mình nha. Mình chỉ lên ăn cá. Cái bây giờ là món này là Minh Dương sẽ nói là hấp. Hấp dừa, hấp bi, hấp gì mình không biết. Đấy. Mình xứ dừa thì uống dừa cũng như nhé. Hấp dừa. Có dừa luôn, đó. Có dừa luôn cả nhà ơi. Đây, hôm nay Minh Dương sẽ ra tay. Đó. Quá. Xem mình bỏ tôm vô. Em ơi. Ba chế rồi. Ôi. Nằm im. Tao tao miên nha ngươi. Giải quá trời nè. Trời chết rồi. Chết rồi đây. Đây. Nó chết rồi, chết rồi. Lấy bây giờ mình sẽ mở cả nhà. Cui tôm ra nha cả nhà. Tạ tên. Wow. Cả nhà thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Quá chừng đã luôn. Bây giờ là chính là chín rồi đó. Chín rồi cả nhà, mình nói chín rồi đó cả nhà. Dạ. Ồ, thấy chưa, tôi nói rõ
rồi mà đập chỉ có đập thôi. Ơi. Là chắc chết luôn. À, cái tôm. Sai màu. Cái này sai màu chứ không phải là sai tôm không? Nóng mình, quá mình... bà nội ơi. Cái này cũng đi. Cái đồng đó là dựng dở. Tôi nói rồi, tôi nói vậy cũng đem lên đây thiệt. Ủa tư rồi. Con rắn bông dẻ được. À, ủa nè. Được rồi, con để con đó để cho em. Tôm bự. Ừ. Mấy dĩa thôi còn chưa. Còn một dĩa đây còn. Chủ nhà nó chứ. Dĩa thôi tính nữa. Rồi đi nha. Đẹp đâu rồi, kêu đẹp quá coi. Kêu rồi mà sao không kêu. Đang ăn. Nè, để cái này qua anh Dương đi. Cái nhà thấy gì chưa? Ui. Không còn gì để nấu nữa cả nhà. Tôm mình mới bắt lên, con này là mình bắt rồi nha cả nhà. Mình mời cả nhà nha. Dùng buổi tối với mình là tôm mình mới bắt. Bắt là từ chiều mà về tới tối luôn mới được sử dụng tới á. Uống nữa đó, nửa này. Ngon quá. Cái gì? Rất ok luôn. Rồi láng ha. Muối tiêu chanh nè cả nhà. Vô. Vô. Đó gì? Đó rượu có. Đó dầu muốn. Đây là cả nhà tôm của mình bắt nha. Còn bên đây là thịt dê của bằng Ti. Đó. Anh Minh đem qua. Của anh Minh. Của anh em qua phải không? Của anh Minh đem qua. Mình nói đại một túng luôn cả nhà. Gì bạn? Không mình uống nữa cái. Uống được kia mình uống bạn ơi. Đó. Dạ, trà đá này có bọt luôn cả nhà ơi. Này còn sao mày không có đá đâu nghe sắc sạc vậy hả? Đâu ngon nó mới cho ấy là lạnh uống vậy mới ngon chứ. Ồ, nhiều quá bệnh. Ra mình tài trợ cái đi này. Điện thoại nó. Tài trợ trận đấu này. Đây cũng mình. Tài trợ trận đấu này. Rồi mình mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Ồ có nấu ta ta. Rồi vô. Chín. Mời. Mời. Mời Việt Nam đá. Mời Việt Nam đá. Đúng rồi, mời cả nhà hưởng ứng mà. Mời Việt Nam đá. Mấy giờ? 7 giờ. Chúng ta giết thử. Ủa là nói gì vậy? Bóng không nhớ. Nhưng mà tao có nhà đi hồi rồi. Khi nào đi hết. Đây là mình sẽ chấm với chao. Ngon quá. Mày chắc có một ly thôi. Đúng rồi. Đá này rất ngon cả nhà. Này có lấy được cả ra không? Không luôn. Đâu? Ừ. Rồi. Cắn một miếng thôi. Ừ. Vậy chưa? Để mình lấy ra thì... Cái con này là để chân thôi nha cả nhà. Không ai dám ăn á. Nằm đây nè. Nó to quá. Mình chỉ để chân thôi. Để dành đi bạn. Để dành đi. Ăn ăn mà dành. Mời bên chú này cứ dở ra thấy mấy con cũng chả sẵn sàng rồi. Biết không ăn á. Nghe thôi chú. Nhà này không ăn á. Trời ơi, không kêu con Quang phụ cho. Biết gì kêu ai rồi ha. Nó nóng lọt con Quang rồi mà cứ dở ra. Nè, nó lên nữa. Mình dễ kìa. Con này nó non. Nó thiệt á, ăn tôm này nè. Ăn tôm thì ngon thiệt mà cái quên quên nó bợ đi đâu một cái ha. Cũng thơm mùi tôm. Đó là giặt đồ không ra luôn á. Thơm mùi tôm. Cái gạch á. Đúng rồi. Giờ không mặc phải ra tôi nói ha. Rồi mấy tôi đi đi mò ha. Tôi nói về nấu cháo mò này đi mò ra ca. Dở được nồi cháo. Cái nồi đó là một quay đỏ chứ không có thấy là gạo đâu. Tôm. Để giờ nào á, 1 giờ có, 2 giờ có. Tôm luôn. Đêm á, không có giờ nào. Chừng 3 dĩa vậy. Mặt tôm cỡ này là 3 dĩa. Nó ăn lòi gọn họng, nó nấu cháo mà lột ra. Lột bỏ vỏ. Mấy đứa ngủ kế qua nha, mình nấu chuyện không, nó ngủ không được. Rồi. Mình bản đây nó được chuyện, tao mình ngủ không được. Dạ. Về là hú ổng, về hú ổng. Còn mấy giờ thì ở dưới nhà thầy Tư. Chú thấy con chị sang trồng hả? Trồng hương ha, trồng ướp. Trồng hương, trồng ướp, trồng đèn. Mình giết không lại đâu bạn ơi. Trời ơi, mình đi ban đêm á chứ. Cái đó là phải chạy cho dữ. Nó dạng mình chạy 100 cái chú anh giờ hả ta? Nó để luôn kìa. Mình rình sao mà. Chú anh giờ mới phải. Mình rình anh sao mà. Mình lùa nó vô cái cặp kênh á. Nó lẹ dữ lắm. Lùa vô cặp kênh vậy nè. Cho nó xuống kênh. À xuống nước đúng không? Đó không nữa. Con chuột là nó chỉ có giới hạn, con hút nó là nó dừng lại rồi.
một con này lại chạy như điên. Chạy sáng sáng bấm chết rồi. Chạy chết. Cái chỗ nào nó chạy được đâu. Nó chạy mà. Ủa cái cháo uống uống chứ trời. Không uống mình nó tung gạch. Thầy nó ngọt không mà lại lùm luôn cái nhà. Nó ngọt mà lập nước dừa hả? Ôi mày luộc nước dừa hết khoảng. Này thầy luôn ha. Chồng chồng hương chồng về làm gì chồng hương mình nướng là sao? Không có đó mình làm nhiều loại. Giờ cũng được nè. Làm ăn nướng cũng được. Dạ. Bất kể cái nào mình muốn làm nào làm. Muốn làm gì làm. Mình thấy là đa số chắc nướng ngon. Ăn cháo thầy cũng được hả? Thì nướng ngon rồi. Để mà ăn vô chở là à, cái nhà liệu sao nha. Chứ để còn là mình say mà say bia này nữa là mình chết không thể nào mà ấy được. Mình sẽ bị đỏ ửng hồng liền cái nhà. Hẹn cái nhà liệu sao nha. Bye bye. Từ khi mình đi lên đây là mình nhậu được chút xíu rồi đó. Đi có nhắm con. Lên đây mấy anh em này quốc liệu như mình được một chút xíu nha. Bye bye nha, hẹn cả nhà lúc sau nha. Cái gì ngon, coi làm sao.